cha đẻ của vaccine Nanocovax Made in Việt Nam. Nanogen là công ty Việt Nam đầu tiên sản xuất vaccine trị COVID-19 thử nghiệm trên người. Nhưng ông chủ thực sự của công ty đang gây chú ý này thì ít người biết. Là cha đẻ của vaccine Nanocovax phòng COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất thử nghiệm trên người. Tiến sĩ Hồ Nhân hiện được nhiều người quan tâm đặc biệt. Dù vậy, những thông tin liên quan tới vị tiến sĩ này trên các phương tiện truyền thông hiện vẫn rất khiêm tốn. Thông tin trên tạp chí Nhà Đầu Tư, công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen được thành lập tháng 9 năm 1997 do ông Hồ Nhân, sinh năm 1966, làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Đến cuối năm 2019, Nanogen có tổng tài sản hơn 1.369 tỷ đồng, với vốn điều lệ đạt 715 tỷ đồng. Nanogen cho biết mục tiêu dài hạn là trở thành một trong những nhà sản xuất dược phẩm ứng dụng công nghệ sinh học hàng đầu trên thế giới và là nhà nghiên cứu phát triển các liệu pháp sinh học mới. Tự nhận là linh hồn của công ty, ông Hồ Nhân từng chia sẻ với Forbes rằng bản thân ông có 20 năm nghiên cứu công nghệ sinh học ở nước ngoài trước khi về nước. Lập công ty sản xuất thuốc sinh học trị liệu, lớn lên ở New York. Ông Hồ Nhân cho biết ông lấy bằng tiến sĩ công nghệ sinh học tại Đại học Arizona và ấp ủ ước mơ lập công ty công nghệ sinh học của riêng mình. Ông đi làm thuê để dành dụm tiền. Sau đó cùng người bạn học mở công ty chuyên làm về dịch vụ nghiên cứu và phân tích thuê cho các công ty dược hóa chất. Năm 2008, về Việt Nam định cư lâu dài. Ông Hồ Nhân mở một phòng thí nghiệm nhỏ tại quận Tân Phú trước khi rời cơ sở về khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Đi từng bước từ nghiên cứu cơ bản, đầu tư nhỏ, tạo ra sản phẩm thử nghiệm lâm sàng rồi tiến hành đầu tư sản xuất lớn, lợi nhuận được ông tiếp tục đổ vào nghiên cứu. Dấu ấn của vị doanh nhân sinh năm 1966 không chỉ trong lĩnh vực công nghệ sinh học mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Theo đó, vào giai đoạn tháng 4 năm 2013 đến tháng 9 năm 2017, ông Hồ Nhân là thành viên hội đồng quản trị công ty chứng khoán VinaSecurity. Bên cạnh đó, doanh nhân Hồ Nhân còn có khoản đầu tư đáng chú ý khác tại công ty cổ phần dịch vụ Một Thế Giới ONW. Cập nhật tới tháng 11 năm 2016, ông Nhân nắm giữ 316.087 cổ phiếu, là cổ đông lớn của ONW với tỷ lệ sở hữu lên tới 15,8%. Đối với việc sản xuất vaccine COVID-19, ông Hồ Nhân cho biết từ tháng 1 năm 2020, khi xuất hiện virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc, Nanogen đã lưu ý theo sát và lên kế hoạch nghiên cứu. Tháng 3 năm 2020, khi chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ tìm phân công doanh nghiệp đủ tiềm lực để nghiên cứu bào chế ra vaccine ngừa COVID-19 thì công ty chính thức khởi động. Đến tháng 5 và tháng 6 năm 2020, Nanogen thử nghiệm vaccine COVID-19 trên chuột và khỉ. Ông Hồ Nhân thông tin, dự án đến nay đã tiêu tốn của công ty hơn 200 tỷ đồng, với 100 nhân sự làm việc trong các phòng thí nghiệm. Sắp tới, Nanogen sẽ tiếp tục dự án đầu tư mở rộng 3 nhà máy. Mua nguyên phụ liệu, dây chuyền sản xuất. Đầu tháng 6 năm 2021, vaccine phòng COVID-19 Nanocovax đã thực hiện giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine đối với cộng đồng trước khi cấp phép lưu hành trong tình huống khẩn cấp. Trong 1.000 người tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 chỉ có một người bị sốc phản vệ. Làm vaccine thì khó lắm, để làm nên nó khó khăn lắm. Vấn đề kỹ thuật thì không nói ra được. Tôi mong rằng Thủ tướng sẽ sớm có hồi âm, ông Hồ Nhân nói. Trên website, công ty Nanogen cho biết, vaccine COVID-19 kích thích cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 mà không cần nhiễm bệnh. Với tất cả các loại vaccine,
cơ thể sẽ được cung cấp tế bào lympho T và tế bào lympho B ghi nhớ cách chống lại virus để hoạt động khi bị nhiễm bệnh. Hiện nay có 3 loại vaccine COVID-19 chính đang được nghiên cứu và phát triển. Vaccine mRNA, vaccine tiểu đơn vị protein và vaccine vector. Sau hơn 4 tháng nghiên cứu, công ty Nanogen đã nghiên cứu thành công dự tuyển vaccine dựa trên S-protein dạng wild type và 4 dạng đột biến. Vaccine này hấp thụ vào hạt nhôm và có sử dụng adjuvant chuyên biệt để kích đáp ứng miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào. Có thể nhược điểm của việc phát triển loại vaccine này là vấn đề thời gian, vì phải tạo dòng và chọn lọc trên tế bào, nhưng ưu điểm lớn nhất là độ an toàn cao, có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch tốt.